Tính đến cuối giờ chiều ngày 23 tháng 2, giá mua vào bán ra đối với loại vàng miếng do công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 45,62 triệu đến 46,1 triệu đồng một lượng, tăng thêm 50.000 đồng một lượng so với chiều qua. Giá bán ra đối với vàng nhận SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ cao hơn 50.000 đồng, tương đương 46,15 triệu đồng một lượng. Tính chung trong vòng một tuần qua, giá vàng miếng đã tăng tới 1,6 triệu đồng một lượng. Tại một số tiệm vàng nhỏ lẻ, mức giá hiện sắp xỉa ngưỡng 2 triệu đồng một lượng từ đó năm đến nay giá kim loại quý liên tục leo thang do các nhà đầu tư tìm kiếm vàng như là kênh đầu tư trú ẩn an toàn do diễn biến phức tạp của dịch covid 19.